hút gác cái gì. Quý vị, cơn mưa đầu luôn quý vị ơi, trong ngược lễ bây giờ hàng ngàn người, bây giờ không có chỗ thằng chú bây giờ vô trong cái chạy nước chạy cơm nè quý vị, giọt mưa luôn, áo mưa cam dắt cam cho nè quý vị. Ông quý vị cũng thấy rằng đó là như đây bây giờ quá trang rồi, tước hết rồi, dột hết rồi. Ủa chị Thảo, sao chị không có bản đi qua đây chi vậy? Ở bản nhờ cử thuốc của em phải không, cảm ơn em đi. Lâu lâu lễ của ông mới tụ họp về đây nè, đục mưa. Bánh bao miễn phí, nước miễn phí, thuốc miễn phí, ăn miễn phí quý vị. Bên đó là chạy đây cơm. Bắt nước luôn, tới chỗ luôn. Hồi ấy thì con buộc cho vô cam nè quý vị. Xin thưa quý vị và các bạn, thì bây giờ là mấy giờ chiều rồi ta, gần 3 giờ chiều rồi. Thì bây giờ đó là cũng có một quan chức cấp cao, để nói là tướng gì đó quý vị, đây giờ đang trở về vùng đất Mỹ để mà cúng viếng, và cũng như đó là đầm lễ. Thì hôm nay là tuy mưa nhưng mà mọi người thấy là nó là khắp nơi trở về đây, người rất là đông quý vị. Bây giờ công an người ta đã căng dây hai bên đường không cho đi tới đi lui nè, đó là đang dẹp đường đây ra rồi. Thì bây giờ mọi người xem chỗ đường ở đây cái đình á, là chút xíu nữa thôi quý vị đó. Mà bây giờ là năm rồi thì thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là ngày đã về đây, mà không biết là năm nay như thế nào ha. Thấy có một vài cái xe rất là có giao thông dẹp đường nọ đi vào trong này rồi, mà bây giờ chúng ta đón là thằng ai quý vị, mời mọi người nha. Sao là cái sông chuẩn bị đá đèn hoa đăng đó quý vị. Đây các đoàn ngồi đang thắp hương tại chánh điện. Bây giờ thì theo như ban tổ chức người ta mới thông báo thì đồng bào phải thông cảm thôi, tức là muốn vào làm lễ thì cũng phải chờ quý vị, tại vì các quan chức và cũng như các cấp lãnh đạo đang làm lễ ở phía trong. Thì sau khi làm lễ xong rồi, bắt đầu bà con và cũng như mọi người mới vào trong làm lễ được. Mời đoàn tiếp đoàn của mình hôm qua cái dùng cơm. Bao quay tại dùng cơm.
rất là đẹp năng lượng mặt trời, những cái đèn hoa đăng này. Thì cái bến hoa đăng là ở đằng kia, chuẩn bị thả đèn hoa đăng thì mọi người đón xem nha. Video này rất là đặc biệt bởi vì đó là đèn hoa đăng sẽ được thả từ ở trên cầu và thắp lên những cái nến nến đó quý vị, thì sẽ trôi xuống dòng sông này sáng rực một thu luôn, rất là đẹp. Ở đây thì Hòa Tư trở về, tôi lấy nước của mình tiếp tục thôi để phục vụ bà con. Đi mang nước miễn phí đây quý vị ơi, mời mọi người đến dùng nước cam miễn phí. Ở đây thì ăn cơm miễn phí nè quý vị. Đó, con người kìa Tèn ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quá vui. Hello. Kè dưới nhân này, hello. Hello. Quá ngon, quá ngon. Hấp dẫn, hấp dẫn. À, anh thấy như thế nào lễ hội năm nay anh hả? Rất vui, rất đông. Đi ha, không còn từ nào để diễn tả đúng không? Vui, rất đông, năm nay đông, quá đông luôn. Ừ. Quá xả là đông luôn. À. Quá ngon, đẹp luôn. Đẹp quá ha. Quá đẹp, tươi xanh luôn. Vàng, nành tươi luôn. Cái này quay, tự quay. Đây thì những tác phẩm tứ linh trầu phục